Thưa quý vị và các bạn, chưa kịp mừng vì giá thịt lợn hạ nhiệt thì người dân tại Hà Nội lại phải mua rau xanh với giá tăng cao tại các chợ dân sinh, chợ truyền thống suốt hơn một tuần nay. Theo nhiều tiểu thương, giá rau xanh vẫn đắt hơn bình thường từ 2 đến 3 lần trong vòng ít nhất 2 tuần tới. Hơn một tuần nay, giá rau xanh tại các chợ dân sinh ở Hà Nội tăng vọt theo từng ngày. Khảo sát tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, hầu như loại rau xanh nào cũng tăng giá và tăng cao nhất là các loại rau ăn lá và rau vụ đông. Điều đáng chú ý, các loại rau gia vị như hành lá, rau mùi, mùi tàu, thì là cũng có mức tăng chóng mặt, trung bình từ 70 đến 80 ngàn đồng 1 kg. Đặc biệt giá rau thì là lên tới 180 ngàn đồng 1 kg, đắt hơn cả thịt lợn. Nguyên nhân giá rau tăng mạnh được các tiểu thương giải thích là do ở miền Bắc mưa lớn liên tục trong nhiều ngày khiến các loại rau ăn lá, họ cải và các loại rau thơm bị dập nát, úng thối. Bên cạnh đó, do hiện nay rau vụ đông chưa thu hoạch rộ, trong khi đó rau vụ hè đã hết mùa. Tại thời điểm giao vụ hàng năm, giá rau luôn nhích lên đáng kể và sẽ giảm mạnh sau 2 tuần nữa. Thưa quý vị, do giá bán thấp, lượng tiêu thụ giảm, người chăn nuôi phải nuôi giữ vật nuôi lại ở trong chuồng và khiến cho những đàn lợn quá lứa hiện nay còn ứ động lại trong chuồng, chưa xuất bán được hiện còn khoảng 1,5 triệu con. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, những tháng vừa qua do giãn cách xã hội khiến nhu cầu tiêu dùng giảm. Lợn thịt quá tuổi xuất chuồng ứ động khoảng 30%, khoảng 1,5 triệu con khối lượng trên 120 đến 160 kg một con. Do lợn quá lứa ứ động nhiều khiến giá bán thịt lợn hơi xuất chuồng xuống tới mức 30 đến 35.000 đồng 1 kg vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp mạnh mẽ với Bộ Công Thương, chuẩn bị đa dạng các biện pháp phân phối hàng hóa thịt đảm bảo cân đối cung cầu. Hướng dẫn triển khai cùng các địa phương sớm mở lại chợ truyền thống, chợ đầu mối khi bảo đảm an toàn dịch bệnh để kịp thời tổ chức tiêu thụ, đồng bộ có hiệu quả chuỗi cung ứng thịt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu Cục Chăn nuôi và các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tập trung chỉ đạo việc sản xuất chăn nuôi đối với việc lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nhằm đảm bảo tăng trưởng ổn định, điều tiết được cung cầu hàng hóa phục vụ tại chỗ và cung cấp cho các tỉnh thành. Liên quan đến vụ việc 13 học sinh dương tính với ma túy phải nhập viện sau khi ăn một loại kẹo không rõ nguồn gốc, hôm nay nhóm phóng viên VTC14 đã có mặt tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh để tìm hiểu vụ việc. Từ sáng sớm hôm nay 26 tháng 10, cả 13 học sinh bị ngộ độc đều đã ra viện. Ông Đinh Văn Thuận, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hạ Long cho biết, sau khi chuyển nước muối và khử độc bằng than hoạt tính, cả 13 cháu đều hồi phục rất nhanh và xuất viện. Hiện có 6 mẫu nước tiểu của 6 học sinh dương tính với cần sa, còn một mẫu đang nghi ngờ và sẽ xét nghiệm tiếp. Công an thành phố Hạ Long phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, bước đầu xác định loại gói dạng thanh giống kẹo dẻo mà cháu MTS và các bạn ăn là một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Mỹ, được chiết xuất từ cây cần sa và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ. Số thực phẩm chức năng này do một người thân của chị họ cháu MTS đi Mỹ về cho từ lâu. Do không có nhu cầu sử dụng nên gia đình cũng cất trong hộp đồ chơi và không để ý đến và không biết việc cháu MTS lấy mang về sử dụng. Bạn nào âm tính, thế là vẫn còn có nghi ngờ thì là phát hiện thêm 6 bạn nữa. Và một bạn nghi ngờ thì trả lời là 6 ca dương và 1 ca nghi ngờ. Thưa quý vị, trong khi đại đa số người dân đều mong mỏi có nơi ở khang trang hơn, doanh nghiệp cũng theo đuổi việc đầu tư xây dựng lại những khu nhà đã sập rệ. Vậy điều gì đã khiến cho họ không tìm được tiếng nói chung trong việc cải tạo lại chung cư cũ? Câu trả lời rất quen thuộc, đó là những điểm vướng trong cơ chế, cụ thể là luật nhà ở 2005 và nghị định 101 năm 2015 bao năm qua đã khiến cho việc cải tạo chung cư cũ của Hà Nội chưa đạt được tỷ lệ 1% trong tổng số gần 1.600 số chung cư trên toàn thành phố. Đây là hình ảnh hiện hữu tại khu tập thể Khương Thượng, quận Đống Đa. Đây là ý tưởng quy hoạch lại toàn bộ khu vực này của tập đoàn Glesimco. Đơn vị này đưa ra hai phương án. Phương án 1 là giữ nguyên tỷ lệ và vị trí các ô đất, xây dựng thành 9 tòa nhà, một tòa 5 tầng cải tạo chỉnh trang, 8 tòa xây mới 24 tầng, tổng dân số là 8.300. Còn phương án 2 là 9 tòa nhà xây mới từ 18 đến 40 tầng, tổng dân số là gần 1.200 người. Tuy nhiên, theo Glesimco, theo yêu cầu đền bù, hệ số K bằng 1,5 thì doanh nghiệp sẽ bị lỗ. Do vậy, đã đề xuất thành phố bố trí quỹ đất đối ứng ngoài dự án để đem lại hiệu quả kinh tế của đồ án. Tuy nhiên, yêu cầu này đã không được chấp thuận, cũng như các thông số trong ý tưởng quy hoạch này đều vượt quá các quy định của luật nhà ở và nghị định 101.
Do vậy, tập thể trung tự vẫn là một khu nhà cũ nát, sập sệ. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng sẽ đã gặp rất là nhiều những cái khó khăn, không đáp ứng được cái lợi nhuận của doanh nghiệp, rồi là các cái lợi ích của người dân, cũng như là đảm bảo được các cái chỉ tiêu quy hoạch của thành phố. Còn đây, 43 nguyên đơn của khu tập thể Kim Liên được Manh Nha ý tưởng cải tạo cách đây 24 năm. Nhưng hiện chỉ có 4 tòa là B4, B7, B10 và B14 được cải tạo. Không chỉ Kim Liên, khu tập thể Huỳnh Thúc Kháng và khu Văn Chương đều được Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn cầu trong nhiều năm qua quan tâm tới việc cải tạo. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được việc này, cần tới một số tiền khổng lồ mà doanh nghiệp bắt buộc phải nâng cao diện tích số tầng mới có thể đảm bảo cân đối được tài chính. Nhưng việc khống chế về chiều cao khiến cho tất cả những ý tưởng này đều không trở thành hiện thực. Cái quy hoạch về quản lý chiều cao thì để chỉ cho có 16 tầng. Thế vì vậy cho nên tức là nó thiếu đi khoảng 5-6 tầng. Mà thiếu đi 5-6 tầng thì chính là cái phần quyền lợi của chính của GP chúng tôi. Thế vì vậy cho nên tức là cái đó nó cũng lại có cái ách tắc. Quá trình nghiên cứu đề án của Hà Nội đã chỉ ra 20 nhóm khó khăn, vướng mắc thuộc 6 nhóm vấn đề quy hoạch tại luật nhà ở và nghị định 101, dẫn đến việc cải tạo chung cư cũ của thủ đô đi vào ngõ cụt trong 3 thập kỷ qua. Do vậy, việc ra đời nghị quyết 69 của chính phủ để thay thế cho nghị định 101 đã gỡ được những nút thắt này. Ví dụ, nhà nước có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết, trước kia là doanh nghiệp. Hay chỉ cần từ 51% chủ sở hữu đồng ý lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản làm chủ đầu tư thì có thể tiến hành. Còn trước đây, tỷ lệ đồng thuận phải là tuyệt đối 100%. Cùng với cơ chế chính sách của Trung ương để mà tạo ra cái cơ chế đồng bộ giữa Trung ương và địa phương để mà giúp cho các nhà đầu tư có thể cân đối được cái lợi ích để mà tổ chức thực hiện tham gia vào cái công cuộc cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thủ đô. Hiện số lượng chung cư cũ của thủ đô nằm trên 12 quận nội thành. Do vậy, việc được tháo gỡ về cơ chế lần này, trong đó tính toán tới lợi ích hài hòa của người dân, doanh nghiệp và nhà nước là giải pháp căn cơ để thu hút các nhà đầu tư. Nghị định 69 thì cũng đã giải quyết được phần lớn các cái mâu thuẫn này, và thành phố thì sẽ cụ thể hóa vào trong các cái quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Song song cả việc đó thì đó là cái công tác lựa chọn nhà đầu tư để làm sao đảm bảo được cái tiến độ, khẳng định được cái tiến độ mà người dân quay về. Lựa chọn đơn vị chủ đầu tư để thực hiện các cái dự án sau khi đã hoàn thành các cái bước theo quy định thì là những cái nội dung mà nó cũng rất là quan trọng để nó tạo cái cơ sở pháp lý cũng như là nó có một cái hướng dẫn rất là cụ thể rõ ràng. Theo đề án được Hội đồng Nhân dân Hà Nội thông qua, thành phố sẽ ưu tiên lựa chọn 6 khu có tính khả thi cao như Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam và Nghĩa Tân và 4 khu nhà ở nguy hiểm cấp D là Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh và Bộ Tư pháp để mang lại cho người dân một chỗ ở khang trang, đồng thời góp phần xây dựng diện mạo mới cho thủ đô tại những khu vực hiện đang sập sệ như thế này.